tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông thứ hai cả nước, song số lượng biên chế hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc, quy mô và tính chất của thủ đô. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn bất cập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính. Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là phường có dân số đông nhất thành phố Hà Nội với hơn 90.000 dân. Vì vậy, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết mỗi ngày rất lớn. Và những thời điểm đặc biệt như phục vụ cho tuyển sinh đầu cấp như hiện nay, việc phải chờ đợi lâu là khó tránh khỏi. Dân các làng này, các khu phố và tất cả những đặc khu HH này tập trung hết cả về đây làm thủ tục thì theo tôi thấy là một cửa này sẽ bị hạn chế rất nhiều. Có những cái buổi mà phải chờ đợi rất lâu, rất đông, thậm chí có thể có những người nghe nói một vài ngày mới xong. Mặc dù là phường có dân số đông nhất thành phố, song số biên chế được giao của phường Hoàng Liệt cũng chỉ tương đương các phường khác, nên việc bố trí thêm cán bộ cho bộ phận một cửa rất khó. Một ngày phường Liệt tiếp nhận có thể đến khoảng độ từ 60 đến 70 hồ sơ mới một ngày. Tức là khi đoàn kiểm tra của quận về cũng đã nói là phường Hoàng Liệt làm việc của cán bộ ấy là gấp 3 phường khác. Còn quận Hai Bà Trưng, theo nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm ngoái phường Bùi Thị Xuân và một tổ dân phố của phường Ngô Thì Nhậm sắp nhập vào với phường Nguyễn Du. Quy mô dân số và diện tích của phường Nguyễn Du mới tăng, song số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách lại giảm, từ tổng số 59 biên chế chỉ còn 28 người. Điều này dẫn đến nhiều cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc, dẫn đến quá tải. Đối với một người thì phải kiêm nhiệm rất là nhiều nhiệm vụ để giải quyết được tất cả các cái nội dung liên quan đến các cái việc của phường được phân công phân nhiệm để giải quyết. Thế thì đối với cán bộ công chức thì như vậy là cũng bị quá tải. Việc thiếu cán bộ, nhân viên hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn. Vấn đề này đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn lãnh đạo các sở ngành tại kỳ họp vừa qua. Theo Giám đốc Sở Nội vụ, thì hiện nay khối lượng công việc nhiều trong khi biên chế thì chưa được bố trí tương xứng. Chúng tôi nhận thấy là có những thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội giải quyết là gấp 39 lần so với thủ tục hành chính đó ở các tỉnh thành khác. Nhưng mà số lượng biên chế cán bộ công chức thì chỉ thêm được 1-2 người. Rồi thì tỷ lệ biên chế của thành phố Hà Nội trên tổng dân số cao hơn mức bình quân chung cả nước là gấp 3 lần. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ biên chế so với quy mô dân số của Hà Nội rất thấp, trung bình 1 công chức trên 1.016 dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng biên chế cho các quận, huyện và sở ban ngành hiện nay chưa khoa học. Việc bố trí biên chế ở địa phương chưa căn cứ vào diện tích, dân số, đầu mối đơn vị hành chính, mật độ dân cư, trình độ phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù khác. Việc phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gấp nhiều lần so với các địa phương đơn vị khác trong khi biên chế chỉ tương đương hoặc nhiều hơn không đáng kể, gây ra nhiều áp lực cho cán bộ công chức ở Hà Nội. Đặc biệt là ở những đơn vị tiếp nhận tới hàng trăm nghìn hồ sơ thủ tục hành chính mỗi năm. Giải pháp linh hoạt trước mắt và lâu dài như thế nào để khắc phục tình trạng này, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp? 450.000 đến 500.000 là số thủ tục hành chính trung bình mỗi năm Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hà Nội tiếp nhận. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, trung bình mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận khoảng 400 đến 500 hồ sơ, tức là tăng từ 1,5 đến 2 lần so với trước đây. Lượng hồ sơ tăng đột biến khiến đơn vị này phải điều động từ các phòng chuyên môn và đoàn thanh niên để hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính. Cán bộ mà nếu mà để áp lực nóng lực như thế này là cán bộ cũng vất vả đấy. Có ngồi ở cái vị trí này thì mới hiểu được là người ta sẽ vất vả như thế nào. Còn người dân thì đến đây thì thực lòng là bây giờ đương nhiên là quá tải rồi. Mỗi người phải thông cảm một chút thì sẽ dễ chịu hơn. Mặc dù cái bộ phận này là không có trong quy chế quy định của văn phòng, nhưng mà lúc mà cần thì là có thể ngoài những cái người được bố trí để hướng dẫn thêm công dân thì có thêm cả các đồng chí ở đoàn thanh niên xuống để ngồi hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ trước khi vào nộp hồ sơ. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất, nhu cầu tăng đột biến về hồ sơ của công dân, đơn vị này cũng đã tăng cường thêm cán bộ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo mỗi cửa có 3 người. Đồng thời, phân luồng tiếp nhận hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm thời gian chờ đợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục hành chính. Cách phục vụ thì rất là nhiệt tình, chu đáo, nhẹ nhàng.
đúng nhiệm vụ chức năng của người ta, rất là nhẹ nhàng đối với công dân. Bây giờ thì nó là công nghệ số rồi, thì nếu mà tất cả các thủ tục hành chính mà được giải quyết bằng online thì rất là tốt. Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội được giao tổng biên chế 38 người. Song ngoài văn phòng trung tâm còn phải phân bổ cho 28 chi nhánh nên nhiều khi vẫn xảy ra tình trạng quá tải. Vì vậy đơn vị này đã phải linh hoạt điều động cán bộ đến hỗ trợ cho các điểm khi cần thiết, với phương châm hết việc không hết giờ. Đối với những chi nhánh mà khối lượng hồ sơ lớn là chúng tôi sẽ phải luân chuyển cán bộ từ văn phòng trung tâm xuống hỗ trợ theo cái biệt phái, và đồng thời căn cứ vào đấy chúng tôi sẽ tính toán có thể là thuê thêm một số cái hợp đồng lao động thời vụ ngắn hạn để làm sao hỗ trợ giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó là những giải pháp trước mắt. Còn để giải quyết tình trạng chênh lệch giữa biên chế được giao và khối lượng công việc, cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn. Tuy nhiên, với việc Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi, cho phép thành phố được xác định số biên chế căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc cũng như đặc điểm an ninh, chính trị, xã hội an toàn và khả năng cân đối ngân sách, thì hy vọng đây sẽ là lời giải cho bài toán này. Gắn kết với doanh nghiệp là xu thế tất yếu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay, qua đó nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng cung cầu trên thị trường lao động. Với sự gắn kết này, nhiều sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và rộng cửa cơ hội việc làm sau khi ra trường. 1.000 sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp này đã có cơ hội tham gia trải nghiệm, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại chương trình Ngày hội Việc làm Job Fair 2024. Nhiều bạn trẻ đã ứng tuyển thành công vào các vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Bản thân em thì thấy là nhu cầu việc làm của cái chuyên ngành thiết kế đồ họa khá là lớn và có rất là nhiều vị trí cho em lựa chọn, như là 2D đến 3D hoặc là nội ngoại thất. Thiết kế đồ họa là đúng là cái chuyên ngành của em, thấy mức lương là hợp lý, nó khoảng rơi từ 8 tới 12 triệu. Với chủ đề bứt phá để thành công, Ngày hội Việc làm Job Fair 2024 với sự tham gia của 50 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, giáo dục, công nghệ, bất động sản, khách sạn. Thông qua chuỗi hoạt động của chương trình, sinh viên có cơ hội tìm hiểu về môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng tiềm năng. Chúng tôi thì đang hợp tác và cùng đào tạo ở trường ở hai mảng chính là lập trình và marketing. Thì như hiện tại chúng tôi nhận thấy là những cái mảng đấy thì có rất nhiều nhu cầu các doanh nghiệp. Về mức lương cho ngành lập trình thì thường nó cũng sẽ hơi cao hơn so với mặt bằng chung một chút. Công việc với bạn sinh viên ra trường ở Việt Nam thì đâu đó là khoảng từ 10 đến 16 triệu. Về phía các vị trí tuyển dụng của tập đoàn với 100 cái nhu cầu đối với các bạn sinh viên, với các cái vị trí liên quan, vị trí kỹ sư, vị trí kỹ thuật viên, các vị trí liên quan đến bên nghiên cứu và phát triển. Thì các vị trí này thì gồm có các cái bên các bộ phận cũng khá là quan trọng của bên phía tập đoàn. Sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp không chỉ tạo cơ hội việc làm mà còn giúp các sinh viên trải nghiệm thực tế, tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Chính cái mối quan hệ biện chứng giữa các cái cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp sử dụng lao động thì nó chính là một cái động lực để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng hoàn toàn với nhu cầu sử dụng mà không dẫn đến cái mất cân đối giữa cái đào tạo và sử dụng. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trên 80% học sinh, sinh viên học giáo dục nghề nghiệp ra trường có việc làm ngay. Ở một số trường đào tạo chuyên sâu về thực hành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay lên đến hơn 90%.